Cảm ơn mọi người đã quay trở lại với kênh Nam Kể Chuyện Ma, đã dành mất thời gian lắng nghe những câu chuyện mà Nam sắp chia sẻ. Mọi người yêu thương nhớ like, share, đặc biệt là bấm nút đăng ký kênh giúp Nam. Các bạn bè, anh chị em, quý cô chú có những câu chuyện ma tâm linh muốn chia sẻ đến cho tất cả mọi người có thể gửi về Gmail hoặc là Zalo đang hiện lên trên màn hình. Còn bây giờ, Nam xin phép được bắt đầu kể câu chuyện của ngày hôm nay. Chúc cho mọi người sẽ có một buổi nghe chuyện thật là vui vẻ. Câu chuyện của ngày hôm nay là do chú này kể lại cho anh này nghe. Chú Cường, chú mới kể rằng là trước năm 1975 thì gia đình của chú thuộc dạng là giàu có dữ lắm. Tại vì ba của chú làm sĩ quan ở chế độ cũ nên là nhà có của ăn của để. Mẹ của chú là chỉ việc ở nhà để mà chăm sóc các con thôi. Chú cùng với bốn anh chị em là từ nhỏ tới lớn là chỉ đi học rồi đi chơi chứ chẳng cần phải làm gì cả. Thậm chí là người ăn kẻ ở giúp việc trong gia đình của chú có hơn cả chục người luôn. Mỗi lần mà chú đi học là sẽ có người đạp xe đạp chở chú đi, rồi khi mà chú đi về cũng sẽ có người đứng ở ngoài để mà đợi chở chú về nhà. Nói thẳng ra chú giống như là công tử vậy, bởi vì là công tử từ nhỏ mà nên là chú không có biết làm gì hết trơn á, chỉ có ăn rồi chơi rồi chọc ghẹo mấy người con gái thôi. Mà thời điểm ngày đó đó, chú cũng thuộc dạng là học giỏi nè, cao ráo đẹp trai dữ lắm. Thậm chí là chú còn biết thổi kèn harmonica nữa, nên là gái theo chú quá trời luôn. Nhưng mà chú ỷ là chú giàu có, chú có tiền, nên là chú quen người này người kia theo kiểu là qua đường chơi chơi thôi, chứ không có chính thức là quen bất cứ một cái cô gái nào. Bởi vì từ nhỏ như thế nên là chú đã hình thành một cái tính cách là thích trêu hoa, ghẹo nguyệt. Và rồi biến cố xảy ra, cứ tưởng rằng là gia đình của chú sẽ cứ êm đềm mà trôi qua, nhưng không. Sau năm 1975 thì mọi người biết rồi, những cái chế độ cũ, những người như ba của chú là bị tịch thu hết toàn bộ tài sản chỉ trong vòng một đêm thôi. Nhà của Tú là từ một cái gia đình giàu có, sau đó là mất hết toàn bộ. Chú nói là dường như là gia đình chú là trở thành nhà vô gia cư vậy đó, đến cả cái bàn ăn cũng không còn luôn, khổ trăm bề. Mà biết rồi, mẹ của chú với lại là anh chị em của chú đâu có biết làm lẫm gì đâu. Trời ơi, từ xưa tới giờ là ba của chú lo hết toàn bộ. Thế là gia đình khổ rồi, nghèo quá trời nghèo luôn. Nhưng mà từ lúc á là ba của chú như vậy, là ba chú là một cái người trụ cột trong gia đình, nên là đứng lên rồi lo hết toàn bộ mọi thứ cho nhà. Và cũng may mắn nha, khoảng độ là mấy năm sau đó thì ba của chú là cũng có mở được một cái sạp vải ở ngoài chợ. Mở thì mở vậy thôi, chứ cuộc sống nó cũng khó khăn dữ lắm, cứ chật vật mỗi ngày như thế. Thì lúc đấy là chú có gặp được một cái người bạn của chú. Thì cái người bạn này cũng rơi vào cái hoàn cảnh rất là nghèo khổ. Thì bạn của chú có ngồi tâm sự với chú, mới kêu rằng là sẽ quyết định là sẽ đi lính. Bởi vì á, nghe người ta nói là nếu mà đi lính á, là sẽ được cho một ít tiền. Thì cái người bạn của chú sẽ lấy cái tiền đó để mà lo cho anh chị em trong gia đình với lại là mẹ già. Thì chú nghe như vậy chú thương bạn chú dữ lắm, chú cũng muốn lấy tiền để mà giúp cho bạn chú. Nhưng mà chú nghèo mà, thời điểm đó chú trắng tay rồi, không còn gì nữa, nên là chú cũng không có lo được gì cho bạn. Thì chú cũng thương bạn mình rồi chú cũng chia sẻ với bạn. Rồi cuối cùng sao, bạn của chú là đi lính, một đi không trở lại luôn. Mấy năm sau đó thì biến cố lại xảy ra, là ba của chú đột ngột qua đời luôn. Trời ơi, từ đầu đã nói là không biết làm gì, bây giờ ba chú lại chết như thế. Rồi nghèo nó lại chồng chất nghèo, gia đình của chú là khổ quá trời là khổ. Thì bây giờ chú mới nhớ lại cái lời mà bạn chú nói năm xưa, là nếu mà đi lính á, là sẽ được cho một ít tiền. Thì chú mới quyết định rằng là chú sẽ đi lính luôn. Thì khi mà cái ngày chú chuẩn bị đi á, nghèo tới mức mà chỉ có được vài cái củ mì để mà cho chú lót bụng. Thì khi đó mẹ của chú khóc quá trời là khóc, bởi vì xa con của mình á, anh chị em cũng ôm nhau nước mắt rơi lã chả luôn. Và cuối cùng chú lên đường. Thì cái đợt đó là Việt Nam của mình á, cử quân sang cái vùng biên giới với Campuchia để mà xử lý những cái vấn đề mà Pol Pot đó. Thì chú nói thời điểm đó loạn lạc ghê lắm. Trời ơi, xác người chết quá trời luôn. Quân của mình có, rồi Pol Pot cũng có luôn, hãi dữ lắm. Thì đồng đội của chú, cái tiểu đoàn của chú là đóng quân ở ngay cái vùng này. Thì xung quanh đó là có nhà cửa, có làng, nhưng mà chủ yếu là nó thưa thớt lắm, chứ nó không có đông đúc đâu. Thì trong một cái ngày đó là chú có đi ra cái con suối để mà chú rửa mặt. Thì chú gặp một cái cô gái,
cô gái này á, là biết tiếng Việt nha, nhưng mà hình như cổ là người Campuchia. Thì cổ đang giặt đồ ở ngoài cái mé sông suối ao hồ đó. Thì chú nhìn thấy như vậy là chú mới trêu ghẹo. Bởi vì từ nhỏ mọi người nhớ là chú có cái tính á, là trêu hoa ghẹo nguyệt. Nên là chú trêu ghẹo cái cô gái này, vốn dĩ là gái quê mà. Nên khi mà người ta nghe những cái lời trêu ghẹo đó là người ta rất là ngại, và người ta tưởng rằng đó là những cái lời thật lòng. Thì chú cứ như vậy mà chú trêu ghẹo thôi. Một hồi là cái cô này cổ ngượng đỏ mặt, rồi cổ bỏ chạy luôn. Rồi những lần sau đó chú có đi ra ngoài suối á, thì chú lại gặp cái cô này, thì chú lại ghẹo cổ nữa. Rồi chú lấy cái kèn harmonica của chú á, chú thổi lên. Trời ơi, nhìn một cái người lính cao to phong độ ngồi trên cái bệ đá mà nói những cái lời mà yêu thương với mình, rồi còn thổi kèn cho mình nghe nữa, thì hỏi làm sao mà gái không chết cho được. Đâm ra là cái cô này nè thích chú luôn. Theo như chú nói á, là cái cô này của tên là C An. Thì chú chỉ xem cô này giống như là một cái thú vui tiêu khiển trong những cái lúc mà chú ở đây thôi. Chú thật sự là chú không có yêu thương gì cô này cả. Nhưng mà cô này thì thật sự là yêu thương chú. Rồi có những lần là chú trốn trực để mà đi ra đây chơi với cái cô này. Đội trưởng của chú phát hiện, rồi đội trưởng của chú là nhiều lần là cảnh cáo chú là không có được làm như vậy nha. Nhưng mà chú vẫn rất là lì nha. Chú vẫn trốn để mà ra đây chơi với cô này. Cho tới khi cô này báo với chú rằng cô đã có thai 4 tháng rồi. Chú nghe mà chú xỉn niễn luôn. Thì cái lúc đó là chú không có nói gì với cô này hết. Chú chỉ ậm ờ cho qua chuyện thôi. Bởi vì mọi người biết rồi, ngày xưa người ta rất là kỵ những cái việc mà gái tự nhiên có bầu mà chưa có chồng á. Nên là chú sợ là bản thân của chú nè, rồi gia đình của chú sẽ mất mặt. Thì cái cô này cũng nhiều lần nói với chú á, là dẫn cổ về Việt Nam đi á. Nên là hả, chú cũng ậm ờ cho qua thôi. Chứ chú cũng không có nghĩ chuyện tương lai xa vời với cái cô này. Thì lúc này nha, là chú trốn nhiều quá, nên là đội trưởng của chú á, là mới bắt chú là kiểm điểm luôn. Thì chú mới suy nghĩ trong đầu là chú tính đào ngũ. Chú đào ngũ luôn, khỏi kiểm điểm gì cả. Chú bỏ cô này rồi bỏ luôn tất cả đồng đội, bỏ hết mọi thứ sau lưng, quay trở về Việt Nam. Thì cái buổi tối ngày hôm đó là chú có nói cái chuyện này với cái cô Xê An này. Thì khi mà cô nghe như vậy á, là cô mới nói với chú rằng là anh cho em theo với. Thì chú nghe như vậy xong là chú mới suy nghĩ trong lòng, và chú quyết định là sẽ không cho cô này theo. Chú bỏ cô này luôn. Thì chú mới nói những cái lời rất là tuyệt tình. Những cái lời đó thì chú không có kể cụ thể. Đơn giản giống như chú kêu cô là ai mang bầu thì tự nuôi đi, rồi là tự sinh tự diệt, cay nghiệt dữ lắm. Thì khi mà nghe những cái lời như thế là cái cô Xê An này á, cổ bị sốc tinh thần luôn. Bởi vì thời điểm đó là cổ mới đôi mươi thôi, bao nhiêu tình yêu, bao nhiêu hy vọng là cổ gửi gắm cho chú Cần hết. Vậy mà chú Cần có thể thốt ra những cái lời rất là đau đớn về một người phụ nữ như mình, khi mà đã gửi gắm hết cho cái người đàn ông đó. Kêu cổ là thế này thế kia, rồi kêu cổ là tự mang bầu thì tự sinh, tự lo hết mọi thứ. Thì cổ đau đớn lắm mọi người. Trong cái đêm đó là đêm trăng rất là sáng, thì cổ đau đớn như thế nào đó mà tâm can của cổ chịu đựng không nổi. Thì từ dưới cái phần hạ bộ của cổ máu chảy ra rất là nhiều luôn. Lần đầu tiên trong cuộc đời chú Cần thấy máu chảy nhiều như vậy. Nên là chú sợ lắm, chú té bật ngửa ra đằng sau luôn. Thì cái cô này cổ đau đớn cổ quằn quại làm sao đó, mà cái đứa nhỏ trong bụng nó bị chui tọt ra bên ngoài luôn. Lúc đó là cũng hơn 4 tháng rồi, nên là cái hình hài của đứa nhỏ nó cũng nguyên vẹn mọi người, nhưng mà nó rất là nhỏ. Thì nó rớt xuống, trời ơi, nguyên một cái cục thịt bầy nhầy, rồi máu me xong. Chú nhìn mà chú muốn xỉu tới nơi luôn. Cô này là cổ bị mất máu nhiều quá, đâm ra là người của cổ là tái nhợt lại. Thì cổ mới bò xuống, cổ ầm cái đứa con của cổ lên, ánh trăng chiếu xuống như thế. Thì cổ đau đớn nha, mắt cổ tròn lên là tia máu xông lên sầm sập. Thì mới nhìn về chú, mới căm vẫn, mới nói chú là mày trả con cho tao, mày trả con cho tao. Chú nói là lúc đó chú sợ quá, nên là chú tính bỏ chạy luôn. Thì cái cô này thấy chú bỏ chạy thì cổ mới thều thào nói bằng tiếng Khmer. Chú là chú cũng biết tiếng Khmer nha, nhưng mà chữ biết chữ không
thì đại loại là cái cô gái này nguyền rủa chú. Nguyền rủa chú bằng tiếng của người Khmer. Thì chú chỉ nghe đơn giản là sơ sơ là gì? Tao nguyền rủa mày, rồi mày sẽ như thế này thế kia. Rồi cô đọc nguyên một chàng những cái bài chú gì đấy. Nhưng rồi sau đó là cô ngã quỵ xuống. Trên tay của cổ là vẫn còn ẵm cái đứa nhỏ đỏ lòm như vậy. Cổ chết luôn mọi người. Cổ chết ở ngay chỗ đó luôn. Thì sau đó là những người xung quanh á, là người ta cũng biết chuyện. Rồi người ta cũng đem cái cô này đi chôn cất. Nhưng mà cái chuyện mà cổ có thai với ai rồi cổ quen ai á, thì người ta không biết. Sau đó là chú quay trở về Việt Nam, chú quay trở về quê nhà của chú. Thì chú dần dần là bê bết đi. Ngày xưa là chú phong độ, rồi chú nho nhã bao nhiêu. Bây giờ thì chú hút thuốc nè, rồi rượu chè cà phê cà pháo, nhìn bần dữ lắm. Có những đêm nha, chú ngủ mà chú thường xuyên nghe thấy tiếng khóc của con nít. Nó cứ e oe như thế á, vang vọng giống như là từ cõi âm ti vậy đó. Chú điên loạn nha, mà chú đập hết toàn bộ đồ đạc trong nhà luôn. Gia đình của chú thì cứ nghĩ đơn giản là chú bị sang chấn tâm lý khi mà đi chiến tranh như thế đó, nên là cũng không có quan tâm, cũng cho qua cái chuyện này đi. Rồi khi thời điểm đó là không có bất cứ một cái người con gái nào dám tới gần chú luôn. Người ta xa lánh chú lắm. Chú có nhiều đêm á là chú sợ quá, chú chạy lên trên bàn thờ của ba chú để mà chú thắp nhang á. Nhưng mà chú thắp cây nhang nào nó đều tắt hết mọi người. Giống như rằng là ông bà tổ tiên cha mẹ của chú không độ chú nổi luôn. Trong các anh chị em của chú á, thì có một người chị là lấy chồng theo đạo Phật. Thì trong một cái lần mà đi chùa cùng với chồng của mình á, thì chị của chú có gặp được một cái người sư cụ. Thì trong cái lúc mà ngồi nói chuyện với cái sư cụ này á, thì sư cụ vô tình thốt ra một cái câu, nói rằng là gia đình của chị chú á, là có một người bị nguyền rủa rồi, nhưng mà thiên cơ bất khả lộ. Cái chuyện này nó sẽ liên quan tới sinh tử, và cái lời nguyền này không thể giải được đâu. Thì khi mà nghe được như thế là chị của chú rất là lo. Nhưng mà chị của chú nhìn lại á, thì nghĩ rằng trong gia đình chắc cái người mà bị nguyền rủa là cái người mẹ. Bởi vì mẹ của mình á là làm lụm buôn bán, đâm ra là có thể gây thù chuốc oán với người ta, nên là người ta mới nguyền rủa như vậy thôi. Chứ toàn bộ anh chị em á ai cũng hiền lành hết, nên là không có gì đâu. Rồi mẹ của chú á cứ như vậy mà bình thường trôi qua, không bệnh tật, không gì cả. Nên là chị của chú mới suy nghĩ rằng à chắc không có sao đâu, rồi cũng cho qua cái chuyện này. Rồi sau đó là chú Cần cũng lấy vợ luôn. Mà chú Cần lấy cái người vợ này á y chang cô Sê An, cũng là người Campuchia. Chỗ cái nét mặt giống lắm. Tính tình của vợ chú thì ối giời ơi luôn. Vợ của chú á là tụ tập lại để mà ăn chơi với bạn bè nè, rồi đánh đề, cá độ. Trời ơi, trò nào cũng có mặt của vợ chú hết. Chú làm bao nhiêu tiền á là vợ của chú đều lấy để mà chơi bời như thế. Và rồi vợ của chú cũng có bầu nha. Cái khoảng thời gian mà vợ của chú có bầu thì đêm nào vợ chú nằm ngủ cũng nằm nghe thấy tiếng khóc của con nít. Lúc đầu á là cái tiếng khóc đó nó rất là xa, nhưng mà càng ngày về sau á cứ nằm mơ rồi mộng mị sao á là cái tiếng khóc của cái đứa con nít nó cứ gần 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 lại. Có những đêm á là nửa đêm nha, là vợ chú ngồi bật dậy đi ra ngoài cửa, mở cửa ra để mà coi thử coi là con cái nhà ai khóc, nhưng mà mở cửa ra không thấy. Vợ chú có hỏi chú rằng là có nghe thấy tiếng gì không, thì chú thật sự chú nói rằng là chú không có nghe. Chỉ có một mình vợ của chú là nghe thôi. Đỉnh điểm nha, là có hôm á là vợ chú á ngủ, nằm mơ thấy là có tiếng khóc của con nít, thì mới đi ra ngoài cửa mở ra để mà xem. Thì thấy ở dưới đất á là có nguyên một cái đống thịt bầy nhầy luôn. Vợ chú giật mình tỉnh giấc. Rồi cứ như thế là trong cái khoảng thời gian thai kỳ á, là vợ chú là ăn không ngon, ngủ không yên luôn. Thai nó cứ động riết thôi, bởi vì á ngủ mà cứ nằm mơ thấy như thế. Rồi vợ chú còn nghe thấy những cái tiếng mẹ ơi mỗi đêm nữa. Mà lạ một chỗ mọi người, là cái âm thanh đó càng ngày nó càng gần. Có nghĩa là lúc đầu mới nghe thì thấy nó rất là xa, giống như là ở ngoài đường, ngoài cổng vậy đó. Nhưng mà dần dần về sau là nghe thấy cái tiếng kêu đó, nó giống như là nó ở trong sân, rồi nó ở trước nhà. Đỉnh điểm là vợ của chú nằm mơ, là mơ một cái giấc mơ là khi đó là vợ chú là thấy là
mang thai được 9 tháng rồi. Thì không biết tại sao là cái đứa bé nó đạp, nó đạp lên trên cái bụng á, là nó in cái dấu chân lên trên bụng luôn. Thì vợ chú mới đưa tay để mà sờ. Thì khi đó là cái dấu chân càng ngày nó càng in hằng lên, mà giống như là nó muốn đạp vỡ tung cái bụng để mà chui ra bên ngoài vậy. Vợ chú rất là đau đớn luôn nha. Sau đó là thấy cái tay của đứa nhỏ này in lên trên cái thành bụng, rồi cái lớp da trên bụng nó bắt đầu nó bị toét toét toét, máu nó rỉ rỉ ra, rồi cái bụng nó bị xé toạc ra. Cái đứa nhỏ từ trong bụng nó ngo đầu, nó đưa tay đưa chân, nó trồi lên luôn. Trời ơi, vợ chú đau đớn mà cái cảnh tượng trong giấc mơ đó, nó đau đớn rất là thiệt. Lòi ruột ra hết luôn nha, rồi hạ nội tạng ọt ra bên ngoài, máu tuôn tuôn tuôn, nhao nhớt quá trời. Cái đứa bé nó thò ra, rồi nó nhìn về phía vợ của chú cười hé hé lên. Thì vợ của chú giật mình tỉnh giấc. Lần này á là vợ chú chịu đựng hết nổi rồi mới kể lại cho chú nghe. Nhưng mà khi chú nghe á thì chú lại không tin vợ của chú. Chú cứ cho rằng đây là cái chiêu trò để mà vòi tiền đi đánh đề của vợ, nên là chú bỏ qua cái chuyện này luôn. Cho đến khi mà vợ của chú mang thai được 7 tháng rồi đó, thì cái ngày hôm đó vợ chú đang đi dạo thì tự nhiên thấy chảy nước ở dưới. Thì vợ của chú cứ nghĩ rằng là nước tiểu, do có bầu mọi người nên là nó đè cái phần mà thận hạ bộ, nên là đôi khi nó bị chảy nước tiểu ra như thế. Rồi những cái người bạn bè xung quanh á là rủ vợ của chú đi đánh bài rồi đánh đề, nên là vợ của chú ham quá, mặc kệ luôn, chạy đi chơi với bạn bè của mình. Cho tới khi mà đi về á thì vợ của chú mới nói với chú rằng là: anh ơi, sao mà hôm nay em cứ chảy nước hoài liên tục luôn, không biết có bị sao không. Thì chú sợ quá, chú mới đưa vợ chú lên bệnh viện để mà coi. Thì lúc đó đó là bác sĩ mới kêu: trời ơi, vợ của chú là bị vỡ nước ối, rồi coi đứa con trong bụng thì nó bị chết ngạt luôn rồi mọi người. Có nghĩa là con của chú đã chết rồi đó. Vợ chú vỡ nước ối mà không hề biết. Trời, chú đau đớn tột độ luôn. Mà vợ của chú thì vẫn cứ dửng dưng nha, giống như là không có chuyện gì xảy ra, trong khi đó lại là con ruột của cả hai người. Thì chú về nhà chú đau đớn lắm, chú mới kể lại cho cả nhà nghe. Thì khi mà nghe như vậy á, thì chị của chú nhớ lại cái lời mà người thầy đã nói á, là có một cái lời nguyền liên quan tới sinh tử. Thì khi mà kể lại cho chú nghe thì chú mới chợt nhớ tới cô Sê An năm xưa đã từng nguyền rủa chú. Chú khóc lóc rồi chú kể lại cho cả gia đình nghe về cái chuyện năm đó. Khi mà cả gia đình nghe thì mới vỡ òa luôn. Bởi vì mọi người không tin là chú ngày trước là một cái người rất là đạo mạo, rất là đàng hoàng, mà lại có thể làm một cái việc tồi tệ với cái cô gái người Campuchia như thế. Trời ơi, gia đình sốc quá trời là sốc luôn. Gia đình lúc này thì cũng rất là lo luôn, nên là mới lên trên chùa để mà gặp lại cái vị sư thầy đó, để mà kể cho vị sư thầy nghe. Thì sư thầy mới nói rằng á, là cái lời nguyền của cái cô gái này không thể nào giải được, là bởi vì cổ dùng cả tính mạng của cổ để mà nguyền rủa. Nhưng mà cái lời nguyền của cổ cũng không có quá là thâm độc đâu, chẳng qua là trong cái lúc cổ đau đớn quá cổ mới nguyền rủa như thế. Nên là bây giờ là kêu gia đình là cố gắng làm nhiều việc thiện, rồi tích đức ăn chay đi, thì may ra là nó sẽ giảm bớt được phần nào. Thì sau đó quay trở về, gia đình của chú cũng rất là khổ và chày chật lắm. Mãi sau này thì chú cũng có được một người con, nhưng mà cái người con này của chú rất là sợ chú. Cứ mỗi lần mà nó nhìn thấy chú là nó cứ khóc ré lên, không bao giờ chú có thể cưng nựng hay là ẵm được nó. Cho tới tận thời điểm bây giờ nha, là chú với vợ của chú đã ly thân với nhau rồi, mà chú á, bây giờ là không có công ăn chuyện làm gì cả, vô công rỗi nghề. Chú cứ lang thang rồi tức thưởng như thế, trên tay lúc nào là cũng có cái bao thuốc lá, cứ phì phà phì phỏm. Rồi có những hôm á, là chú cứ thất thần đi ngoài đường thôi, cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn như là một người điên, rồi rượu chè tối ngày như thế. Chú còn nói nha, có những đêm á, là chú ngủ chứ cứ nghe thấy tiếng khóc của cái đứa con nít, rồi hình ảnh của cái cô Sê An vào cái đêm hôm mà cô chết á, máu me đầy người cứ hiện ra thôi. Chú sợ dữ lắm. Thì lúc mà chú kể cái câu chuyện này cho anh này nghe đó, là khi đó là anh này cùng với chú là có ngồi nhậu. Thì chú rất là ân hận về những việc mà ngày xưa chú đã làm, nhưng mà bây giờ hối hận á, thì cũng đã quá là muộn màng rồi. Cái lời nguyền nó vẫn còn đó, và không biết bao giờ nó sẽ lại ập lên trên chính bản thân của chú cùng với gia đình của chú.
lần nào nữa. Câu chuyện tiếp theo của chị này kể thì chị nói rằng là vào năm 2015 thì chị cùng với một người chị họ tên là Thủy có lên trên Sài Gòn để mà lập nghiệp. Thì cả hai đều làm công nhân ở một cái công ty ở quận Bình Tân, thì hai người làm hai bộ phận khác nhau. Thì cái chị Thủy này á, sau một thời gian làm á, thì chị có chơi thân với một cái chị này tên là Ca. Thì tưởng rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra, cho tới một ngày thì chị Thủy chỉ bị đau bụng rất là nhiều. Chị nói rằng là trong bụng của chị nó cứ xóc xóc sau đó. Thì chị này chỉ nghĩ đơn giản là phụ nữ con gái mà, lâu lâu là tới tháng nên là bị đau bụng, nên là cũng kệ, không quan tâm nhiều, cũng cho qua chuyện này. Rồi chị Thủy chị cũng cố gắng để mà chị đi làm. Cái ngày hôm đó chị đi làm chị rất là đau nha, chị cố gắng chị chịu đựng cho tới khi mà chị về nhà thì chị mới ăn một cái muỗng cơm thôi, là chị nằm vật vã ra luôn bởi vì quá là đau. Chị đau như vậy từ đêm cho tới sáng là chị chịu đựng không nổi. Thì chị này chỉ lo quá, chị mới đi mua thuốc về cho chị Thủy chị uống. Nhưng mà chị Thủy chị uống thuốc, chị ói rất là nhiều mà chị không hề suy giảm luôn. Cho tới trưa là chị ói ra máu. Lúc này là chị này chỉ sợ quá, chị mới nghỉ làm luôn, mới đưa chị Thủy vào trong bệnh viện để mà cấp cứu, để mà thăm khám. Sau đó đó là chị này chỉ có gọi điện thoại về quê để mà thông báo cho mẹ của chị Thủy nghe. Thì mẹ của chị Thủy nghe như vậy thì cũng lo cho con của mình. Mẹ của chị Thủy mới bắt xe lên trên Sài Gòn để mà coi thử như thế nào. Thì khi mà lên trên Sài Gòn thì cùng với chị này á, để mà chăm sóc cho chị Thủy. Rồi những ngày sau đó thì chị này vẫn phải đi làm, bởi vì công nhân mà đâu có thể dễ dàng để mà xin nghỉ được đâu. Chị Thủy nằm ở trong bệnh viện thì có mẹ của chị Thủy lo rồi. Thì khi đó là bác sĩ á, cũng khám, rồi siêu âm, rồi cũng xét nghiệm máu, thì cho ra cái kết quả là chị Thủy này chỉ bị ngộ độc thực phẩm thôi. Ở lại bệnh viện vài ngày để mà chăm sóc. Thì chăm sóc khoảng độ được 3-4 ngày gì đó thì chị Thủy này cũng đỡ đỡ được một tí. Nhưng mà cái bụng của chị nó cứ hơi âm ỉ, rồi nó cứ hơi xóc xóc vậy á. Thì cũng nghĩ đơn giản là ngộ độc thực phẩm mà, cái bụng của mình nó còn yếu nên là nó cứ đâm đâm ra như thế. Rồi cái ngày hôm đó là khoảng độ là 4 giờ chiều là bác sĩ cũng cho chị Thủy xuất viện. Thì mẹ của chị Thủy đưa chị Thủy về phòng trọ. Nhưng mà cho tới 10 giờ đêm, khi mà cho chị Thủy á, ăn một miếng cháo thôi thì ngay lập tức là chị nôn ra. Rồi chị đi vệ sinh mà nó ra máu luôn đó mọi người. Thì quá là sợ, lại phải đưa chị vào trong bệnh viện để mà cấp cứu. Rồi bác sĩ là nội soi, làm đủ các kiểu, vẫn không ra một cái kết quả nào hết. Thì lúc này là mẹ của chị Thủy sinh nghi. Mẹ của chị Thủy mới gọi điện thoại về dưới quê á, là kêu ba của chị Thủy là tới nhà của dì ba để mà xem thử coi là như thế nào. Dì ba này là chị ruột của mẹ chị Thủy, thì dì ba là có xem bói, nhưng mà dì ba không có biết chữa trị về những cái bệnh tâm linh nha, chỉ xem bói được thôi. Thì cho tới khi mà ba của chị Thủy gọi điện thoại lại thì mới nói rằng là chị Thủy bị người ta ếm bùa ếm ngải lên trên người rồi. Thì bây giờ là chỉ còn một tuần nữa là sẽ chết thôi. Mà cái bùa này á, cái bùa ếm ngải này lên trên người chị Thủy á, là không có gỡ được nha. Trời ơi, nghe như thế là mẹ chị Thủy khóc quá trời là khóc luôn, đau đớn quằn quại. Không biết là con của mình đã gây thù chuốc oán với ai mà lại bị người ta ếm bùa ếm ngã như thế. Thì mẹ của chị Thủy mới kêu xe để mà đưa chị Thủy về quê để mà tìm cách chữa trị. Mặc dù nói là không có chữa được nhưng mà còn nước còn tát, đúng không? Thì khi mà đưa về nhà rồi á, là mới nhờ thầy bà tới để mà coi. Tại vì á, là chị ruột của mẹ chị Thủy á, là cũng làm bói toán mà, nên là cũng quen nhiều người, nên là nhờ nhiều người tới để mà coi. Nhưng mà những người thầy tới người ta coi nha, là người ta đều lắc đầu hết. Rồi người ta kêu rằng không có giải được đâu. Lúc đó thì những người thầy này mới phân tích cái bùa ngải mà chị Thủy chỉ đang bị là như thế nào cho mọi người cùng nghe. Cái mà chị Thủy đang bị á, đó chính là thuật chài của người ở trên vùng cao. Cái cách mà để mà luyện ra được cái chài này á, là người ta sẽ dùng một cái miếng sắt, người ta mài nó ra nha, rồi lấy cái bột sắt đó để mà rắc lên trên đồ ăn. Ai mà ăn trúng những cái đồ ăn này á, là sẽ bị dính, bắt đầu là bụng nó sẽ bị đau, rồi trong bụng á, là nó sẽ có kim loại. Những cái kim loại này á, nó sẽ ăn hết toàn bộ nội tạng bên trong, rồi nha, đi khám bệnh sẽ không bao giờ ra được. Đấy, thì chị Thủy này bị dính như thế. Mấy ông thầy nói
là cái thuật này vốn dĩ nó là một cái gia truyền của người Mường, không phải ai cũng giải được đâu nha, chỉ có người Mường mới giải được thôi. Mà quan trọng nữa là có những người, người ta biết cái thuật này nhưng mà người ta không biết cách giải. Rồi bây giờ nếu như mà tìm được một cái người Mường nào đó đi, thì cũng đâu phải người nào người ta cũng biết tới cái thuật này để mà giải đâu. Người Kinh hay người Mường hay bất cứ người nào, thì có người biết chuyện tâm linh, có người không biết, đâu phải ai cũng đều học được những cái thuật đó. Nên là đâm ra là những người thầy này coi như là bó tay, chỉ có nước là đợi cho chị Thủy này chị chết thôi. Trời ơi, gia đình chị Thủy nghe hả, khóc quá trời là khóc luôn. Ngày nào chị Thủy, chị cũng đau đớn quằn quại, chị cứ nôn, chị cứ ói, rồi ra máu liên tục thôi. Trong một khoảng thời gian ngắn mà chị xanh lè, xanh lét, mặt trắng bệch ra, rồi hóp 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 lại. Trời, ba mẹ của chị đau đớn lắm, thì bây giờ không biết cầu cứu ai luôn. Lúc mà nghe nói là mình bị thuật của người ở trên vùng cao, thì bản thân của chị Thủy này nhận ra ngay là bởi vì trong cái chỗ mà chị làm á, là không có ai là ngửi trên vùng cao, chỉ có duy nhất một mình chị Ca này thôi. Mà trước khi mà chị bị những cái triệu chứng mà đau bụng như thế, là chị Thủy cùng với chị Ca này có gây lộn với nhau. Chị Thủy mới kể nha, khoảng độ là 3 tháng trước, thì lúc đó đó là cái chị Ca này nè, là chị có mượn tiền của chị Thủy để mà mua điện thoại. Thì lúc đó là chị Thủy nghĩ đơn giản chị em chơi thân với nhau, nên là cho mượn tiền là bình thường. Chị cũng đưa tiền cho chị Ca, rồi chị Ca hứa là tháng sau lãnh lương là sẽ trả tiền cho chị Thủy. Nhưng mà cho tới tháng sau lãnh lương, chị Ca này vẫn không trả tiền nha. Thì chị Thủy chị mới hỏi, thì chị Ca này chỉ kêu rằng là chị túng thiếu quá, nên là tháng này không có tiền để mà trả, thì có gì tháng sau chị trả. Thì chị Thủy nghe như vậy là chị Thủy cũng đồng ý. Cho tới tháng sau luôn, tới cái ngày lãnh lương, một tuần trôi qua, chị Ca này chị vẫn không có đá động gì về cái tiền mà chị mượn rồi chị sẽ trả. Thì lúc đó là chị Thủy chị rất là bực mình, bởi vì cái người này hứa mà không có giữ lời hứa. Thì trong cái buổi đó đó là đang ăn cơm ở trong công ty, thì chị Thủy chị mới hỏi chị Ca này á, là khi nào trả tiền. Thì chị Ca này theo kiểu là không muốn trả đó. Lúc đó là chị Thủy chị tức quá, chị mới giật lấy cái điện thoại của chị Ca rồi chị nhét vào trong túi. Chị kêu rằng là khi nào mà trả tiền thì chị sẽ trả điện thoại lại cho. Thì sau đó là chị Thủy chị bỏ đi. Tới buổi chiều ngày hôm đó, khi mà chị Thủy á, chị đi làm về, chị ở nhà trọ đó, thì cái chị Ca này chị đạp xe đạp đi qua, thì chị mới cầm theo là một cái bịch ổi với lại là một cái bịch nước cam. Rồi chị mới ngồi xuống, chị mới xin lỗi, rồi chị năn nỉ chị Thủy. Chị kêu rằng là do tại vì em họ thiếu tiền nên là em mới vậy thôi, chị em chơi nhau là chị thông cảm bỏ qua cho em đi, em gửi lại cho chị 1 triệu, rồi em có mua cho chị bịch nước cam nè, chị uống đi. Thì lúc đó đó là chị Thủy chỉ nhận lại được tiền rồi, rồi còn được bịch nước cam nữa. Mà nước cam là cái loại nước mà chị Thủy từ trước tới giờ chị rất là thích, nên là chị cũng nguôi ngoai, chị uống cái bịch nước cam đó, rồi chị cũng không có giận chị Ca này nữa. Rồi hai người cứ trò chuyện như chưa có chuyện gì xảy ra. Cho tới khoảng độ là 3-4 ngày sau, thì lúc đó là chị Thủy này chỉ bị đau bụng luôn. Rồi lúc này là mọi người biết ai là cái người đã hại chị rồi. Nhưng mà mình biết là mình biết, chứ bây giờ mình đâu có bằng chứng để mà bắt tội người ta đâu. Thì lúc đó là gia đình nó cũng hoang mang nhiều lắm. Nhưng mà may mắn mọi người, có lẽ là gia đình của chị Thủy này ăn ở tốt bụng, nên là được quý nhân phù trợ. Thì cái ngày hôm đó đó là có một cái ông này là ông đi bán những cái rổ đan dạo ở trên chiến xe. Thì ông cứ rao rao như vậy trên con đường, cho tới khi mà ông dừng trước nhà của chị Thủy ở dưới quê đó. Thì ông có vào bên trong, ông có xin, ông mới hỏi ba chị Thủy với lại là mẹ chị Thủy là cho ông xin miếng nước ông uống, ông khát quá. Thì ba mẹ chị Thủy thấy chuyện này bình thường thì mới đưa cho ông một ly nước ông uống. Rồi ổng mới mời ba mẹ chị Thủy á, là mua giùm cho ổng mấy cái rổ mà đang đi. Thì ba mẹ chị Thủy mới kêu rằng thôi không mua đâu, gia đình đang có nhiều chuyện lắm. Thì trong cái lúc đó là chị Thủy chỉ bị đau bụng, rồi chỉ rên la từ ở bên trong nhà quá trời luôn. Thì khi mà nghe như vậy á, là cái ông này ổng hết hồn. Ổng mới hỏi là nhà của anh chị bị gì vậy. Thì ba mẹ của chị Thủy theo kiểu là không có giấu luôn nha, nói thẳng luôn, nói rằng là con của tôi á bị người ta ếm bùa ếm ngải lên trên người, bây giờ là nó đang đau đớn như vậy đó, rồi không biết là nó còn sống được bao lâu bởi vì không có tìm được người chữa. Thì khi mà nghe như vậy là cái ông này ổng mới nói rằng anh chị nếu mà được á
thì xin phép cho tôi vào bên trong nhà để mà tôi coi thử coi là tôi giúp được không. Tự nhiên nghe như vậy là ba mẹ của chị Thủy mừng lắm, cho ông này vào bên trong nhà liền luôn. Thì khi mà dẫn ông này vào tới chỗ chị Thủy á, là chị Thủy chỉ vẫn đau nha. Ông mới đưa tay ông nhấn nhấn lên trên cái bụng của chị Thủy, rồi ông mới nói rằng là ông giúp được. Nghe một cái là cả gia đình giống như là trúng số độc đắc gì đó, thì mới nhờ ông này ông giúp. Thì ông mới kêu là ba mẹ chị Thủy là chuẩn bị cho ông một cái thao nước, rồi ông mới đi ra cái xe của ông á, ông mới lấy vào nha, là một cái lá bùa cùng với lại là một cái chài đâm tiêu. Đầu tiên á, là ổng lên trên cái bàn thờ gia tiên của gia đình á, ổng thắp ba cái nhang cho bàn thờ gia tiên. Sau đó là ổng vẽ lên trên cái lá bùa những cái chữ như thế nào đó, nói chung là nhìn không biết. Rồi ổng lâm râm là ổng đọc những cái câu chú, ổng dán lên trên cái đầu của cái chà đám tiêu á. Rồi ổng tới ngay cái bụng của chị Thủy, ổng mới rê lên cái bụng. Ổng rê tới đâu là ổng đọc những cái câu chú tới đó. Chị Thủy chỉ đau đớn lắm nhưng mà chị vẫn phải cố gắng để mà chống chịu. Một hồi sau nha, là chị bắt đầu là muốn nôn ói, thì chị mới nôn ói vào trong cái thau nước. Chị nôn ra những cái dịch đen thui thùi lùi mà nó hôi nó tanh dữ lắm. Ở trong đó nha, bắt đầu xuất hiện một cái lá bùa. Trong cái lá bùa đó là có những cái mảnh sắc quá trời luôn. Thì cái ông này ông mới chỉ, ông mới nói đó, bùa đó. Bởi vậy nha, hỏi sao mà nhỏ nó không đau đớn cho bằng được. Thì lúc đó là giải được hoàn toàn luôn, giải một cách đơn giản. Trời ơi mừng quá chị mừng. Ông này ổng chính là người mường luôn đó mọi người. Thì gia đình là muốn trả tiền rồi trả ơn mời ông này ở lại ăn các kiểu. Nhưng mà ổng nói không, ổng không cần đâu. Coi như rằng là ổng trả ơn cái ly nước mà hồi nãy là ba mẹ của chị Thủy đã cho ổng uống đó. Sau đó là ổng xin phép ra về. Ổng kêu rằng là cứ chăm sóc con bé đi, bây giờ là nó khỏe hẳn rồi, không sao đâu, mấy ngày sau là nó ổn thôi. Rồi ổng đi luôn nha. Là ổng một đi không trở lại. Thì ổng là đi bán dạo mà, nên là ổng mới đi ngang qua cái chỗ này thôi. Thì sau đó là ba mẹ chị Thủy là cũng chăm sóc chị Thủy, rồi cũng đưa vào trong bệnh viện để mà truyền dịch, rồi cũng cho ăn uống. Là mấy ngày sau nha, là chị Thủy chỉ khỏe mạnh lại hoàn toàn luôn. Sau đó là chị cũng xin phép ba mẹ cho chị lên trên Sài Gòn để mà chị đi làm lại. Thì khi mà lên trên Sài Gòn là mới biết được là cái chị ca đó đó là chị đã xin nghỉ làm luôn rồi. Giống như là chị biết là cái bùa ngải của chị á đã bị giải rồi, nên là chị xin nghỉ bởi vì sợ là đụng mặt phải chị Thủy. Theo như mà tìm hiểu á, là mới được biết á, là cái thuật này với mọi người là dù cho có giải được rồi thì bình thường những cái thuật khác là nó sẽ quật lại cái người mà ếm, nhưng mà cái thuật này nó sẽ không quật nha. Bởi vậy chị ca này á, sợ là sau này sẽ gặp lại mặt của chị Thủy rồi khó nhìn, khó ăn, khó nói, nên là mới xin nghỉ làm luôn. Thì đó chính là toàn bộ câu chuyện ngày hôm nay mà Nam muốn chia sẻ đến cho tất cả mọi người cùng nghe. Mọi người thấy sao về câu chuyện này? Nhớ để lại comment cho Nam biết nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào những câu chuyện lần sau.